thưa quý vị và các bạn, theo báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, sáng ngày 20 tháng 7, văn phòng tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, tại buổi giao ban về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh sáng cùng ngày, Thường trực tỉnh ủy Khánh Hòa đã yêu cầu thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang xác minh làm rõ vụ việc kiểm điểm xử lý nghiêm sai phạm của ông Trần Lê Hữu Thọ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hòa, liên quan đến vụ bánh mì không phải là lương thực thiết yếu. Theo tỉnh ủy Khánh Hòa, vụ việc phải xử lý công khai thông tin để nhân dân biết, giám sát. Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu thành phố Nha Trang viết thư xin lỗi người dân, đồng thời xem đây là bài học sâu sắc, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi công vụ nói chung cũng như trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Như đã thông tin, ngày hôm qua, 197 cộng đồng mạng dậy sóng khi xuất hiện đoạn clip dài hơn 8 phút ghi lại cảnh đôi co giữa cán bộ chất kiểm soát dịch bệnh phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang và một nam thanh niên đi đường, bị giữ lại kiểm tra. Nam thanh niên này là anh Trần Văn Em sinh năm 1996, chú Duyên Khánh, nhân viên của một công ty cơ khí. Đi mua bánh mì thì bị lực lượng chức năng phường Vĩnh Hòa kiểm tra, xử lý về hành vi đi ra đường khi không cần thiết. Anh em đã trình giấy làm việc do công ty cấp, nếu lý do đi ra đường là để mua bánh mì. Nhưng tổ tuần tra của Vĩnh Hòa đã không chấp nhận. Theo ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa, bánh mì là đồ ăn chứ không phải lương thực, thực phẩm hay đồ thiết yếu. Không những vậy, trong khi trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc, ông Thọ còn có những lời nói thiếu chuẩn mực của một cán bộ, có hành vi đe dọa công dân. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ông Nguyễn Sĩ Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hòa trả lại xe cho anh em, đồng thời chấn chỉnh thái độ làm việc của ông Thọ, yêu cầu lãnh đạo các xã, phường có thái độ ứng xử chuẩn mực khi kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm chỉ thị 16. Sáng cùng ngày, đại diện cho thành phố Nha Trang, ông Nguyễn Sĩ Khánh đã có thư xin lỗi